Rồi, ngồi đi em trai. Và mời bạn nữ. Trời ơi, ngồi 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 đi cưng, ngồi đi. Ôi, xinh xắn quá. Em giới thiệu gì mình đi em trai. Đúng không? À, xin chào mọi người, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em rất thích chị Nam Thư từ cái chương trình Quyền Lực Cái Lóng ấy ạ, rất là hâm mộ. Vâng. Cảm ơn bạn. Chào chị nha. Ừ, chào thì, cưng. Dạ vâng. Em tự giới thiệu em là Nguyễn Đức Cảnh. Em quê ở Hà Nội, giờ đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Và em làm môi giới bất động sản. Độc thân, năm nay em 27 tuổi. Em ở Hà Nội luôn. Em Hà Nội luôn, vừa bay vào sáng nay. À, từ Hà Nội bay vào đây. Dạ vâng. À. Dạ em bận hết này. Rồi cảm ơn em đã lặn lội đường xa vào tới trong Nam để tìm người yêu ha. Cảm ơn Cảnh. Mời bạn gái. Em xin phép gửi lời chào đến chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Chào em. Cùng với bạn chơi ở bên cạnh và toàn bộ khán giả đang tham gia chương trình ngày hôm chào nay bạn. Ạ. Em xin giới thiệu họ tên đầy đủ của em trước kia ạ, là em là Trịnh Thị Trang ạ. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đã thay đổi tên thành một cái tên mới là chị Ngân Kỳ. Ngân Kỳ. Dạ vâng ạ. Vâng. Tại sao mình có thử thay đổi tên này ha? Có một số cái lý do liên quan đến cá nhân em ấy, thì em đi làm việc giao tiếp thì em cảm thấy với cái tên Ngân Kỳ nó mang lại cho em cái sự tự tin hơn. Ừ. Với lại thầy phong thủy có bảo với em là nếu mà con thay một cái tên là chị Ngân Kỳ thì con sẽ sớm được gặp được cái người mà con yêu thương ấy. Rồi. Nên là hôm nay em cũng rất là nỗ lực để mà bằng cái tên mới của mình, biết đâu hôm nay đến với chương trình thì em lại tìm được một bạn trai phù hợp. À, hiện tại thì em đang làm cho Mercedes-Benz ở Láng Hạ ở Hà Nội ạ. Ủa vậy là em cũng bay từ Hà Nội vào đây. Dạ vâng. Mới hôm nay em bay chuyến sáng sớm nhất. Chà. Em bay chuyến mấy giờ? 5:30 đấy ạ. 5:30. Anh bay chuyến 8:40. Hy vọng rằng sau chương trình này các bạn sẽ bay về chung một chuyến. Cho em xin phép là em đặt vé máy bay lúc về là ngày bao nhiêu? Em đặt vé tối nay luôn ạ. Tốt à? Không, anh sao lại về sớm thế, đang mà chán quá. Nếu mà tối nay mà thành một cặp thì rời vé về. Em đừng lo lắng điều đó. Nhưng không sao, bao nhiêu Láng Hạ thì em đến lúc nào cũng được. Đúng rồi, okay. Bây giờ mình nói về một chút xíu về mình đi nào. Ưu điểm và khuyết điểm Cảnh là ưu điểm của em là người chân thành, hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt, khả năng gây thiện cảm tốt, biết lắng nghe. Rồi. Đấy. Điểm yếu là gì? Hơi cầu toàn một tí. Ví dụ như là sửa máy móc, cái là đấu điện với vẫn là dập chết. Nên là thôi, những cái khoản gì thì mình nhường cho người khác. Đấy là yếu điểm của em. Coi như nhân viên bán bất động sản này kia cũng lanh lắm ha. Em lanh lợi từ bé rồi, chưa bán em đã lanh sẵn rồi. Này bạn nam hay ho nhỉ? Hay chứ, em hay ho lắm. Đấy nhỉ? Em hay lắm. Hay ho thế sao ế nhỉ? Thực ra là ế như là do là em xác định khoảng 35 em mới cưới vợ hoặc là 30 tuổi mới có người yêu, thì bây giờ em vẫn đang sớm mà. Còn Ngân Kỳ, em nói về ưu điểm và khuyết điểm bản thân mình nè. Ưu điểm của em thì rất là ít, nhưng mà chắc là khuyết điểm thì khá là nhiều. Em cũng khá là tự tin giao tiếp. Em có cái ưu điểm là em ăn nhiều lắm. Em có thể là ăn 2 bát mì, 2 bát phở. Em ăn 2 bát mì liền, ăn xong ăn 2 bát phở nữa. Không ạ. Tức là ăn đúng một lần 2 bát đấy. Dạ vâng, đúng ạ, em ăn có thể ăn gấp đôi. Gấp đôi thì anh đang ăn đấy. Có nghĩa là em ăn 4 bát tổng cộng. Em không sao. Không, tâm lý phụ nữ bây giờ ai cũng sợ ăn hết, sợ giảm, lúc nào cũng giảm cân, hiểu không? Không sao, cái đó chị nghĩ là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm đâu. Em tiêu tiền rất là tốt đây. Tiêu tiền tốt. Tiền em kiếm được thì em tiêu, anh không liên quan. Bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em tiêu nhiên là chuyện của em thiệt thôi. Nhưng mà chưa cưới mà hẹn hò mà yêu nhau em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ. Hợp lý, hợp lý. Ví dụ nha, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát. Nhưng một bát kia là em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Thì anh phải trả trước luôn. Em sẽ không yêu người kỳ bo với em một bát phở đâu. Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa trên sự chân thành. Không cái thể đấy. Hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đúng. Thì đấy là em mà đang tình yêu ích kỷ. Em mà đang tình yêu ích kỷ. Tình yêu mà vị kỷ đó. Vì người khác thì em sẽ nghĩ khác. Có 3 bát phở và không phải kỹ à? Trời đất ơi, ông không. Ơi. Đó là quan điểm của bọn em nó đang hơi bị lệch một tí. Không lẽ tình yêu sức mẻ từ 3 bát phở?
nhiều khi mình phải nghĩ ô lỡ người ta thử lòng mình thì sao, chưa gì vào ăn ba bát à, anh trả hai ba em trả một bát, ô thế thì đâu mà sức chết tôi chạy đấy. Như thế là không chơi với luôn chị ạ. Bát phở không phải là thiết về kinh tế à, mà nó thể hiện cái quan điểm sống. Còn cái chuyện mà kiểu mời nhau đi xem phim hoặc là một hai lần đầu thì ai có nghĩa là ai trả thẳng được, 700 mua món quà tặng nhau còn được cơ mà. Đúng rồi, nhưng mà quan điểm nó có khớp nhau để sau này mình cần cái bát phở thì vứt bỏ cũng được, quan trọng gì rồi. Nhưng mà quan điểm nó là quan trọng. Quan điểm gì vậy? Quan điểm mới quan trọng. Quan trọng là mình phải có quan điểm. Rồi, thôi coi như lúc đầu chúng ta chưa hiểu nhau gì bát phở đi. Em đã có mấy mối tình rồi em gái? Em thì cũng có khá nhiều mối tình rồi. Khá nhiều mối tình hả? Vâng, chắc là khoảng 4-5 người đấy ạ. Mối tình mà mới đây nhất là bao lâu? Mới đây nhất là, thực ra thì nó cũng như là một sự tìm hiểu, chưa hẳn là một mối tình ạ. Mối tình đó em có ăn 4 bát phở không? Em chỉ ăn 2 bát thôi em ạ. 2 bát thôi hả? Dạ vâng. Mối tình ý là cách đây lâu cho em? Đợt trước Tết ạ. Mà phải tình đó rồi. Tình nhẹ thôi à, tình, không yêu đương. Không phải là một mối tình, chỉ là một sự tìm hiểu thôi. Ba quyệt quyệt qua thôi. Mối tình sâu sắc gì? Còn em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là qua Facebook khoảng 1-2 năm, không nhớ lắm đâu, tại vì nó cũng lâu 5-7 năm rồi mà. Yêu em thì em hay kiểu là quá khứ, em không nghĩ đến nhiều mới đâu. Rồi mối tình mới đây nè. Với mai thôi. Mối tình mới đây nè. Gần 4 năm rồi. 4 năm rồi. 4 năm. Mối tình đã kéo dài không? Kéo dài nửa tháng, nửa năm, còn là nửa tháng. Tại sao phải chia tay? Ngày trước em quan điểm như thế này. Ngày trước em quan điểm là nếu như có người yêu đấy thì em sẽ không quen nữa. Trước khi quen bạn thì em hỏi là có người yêu hay không, thì bạn ý kiểu con gái mà rất là khôn, mập mờ, nửa trắng nửa đen, cái nhập nhằng. Thế vì mình yêu thì mình chấp nhận, thì mình vẫn theo đuổi đến cùng. Thế nhưng mà sau khi đến lúc chắc chắn là bạn ấy có người yêu rồi thì em mới hỏi để cho bạn ấy có chân thật hay không đấy. Thì bạn ấy bằng nhắn tin lại các thứ ấy, từ lúc ý em không liên lạc, không nhắn tin với không gọi điện nữa. Thì nếu như bây giờ em lại quan điểm khác, thì bạn ấy có người yêu rồi đấy, à bây giờ em vẫn theo đuổi, đá bóng như thế nào không quan trọng, quan trọng là ai ghi bàn đấy, cưới ai là được, còn yêu thế nào thoải mái đi. Quan trọng là có cưới nhau hay không thôi. Tức là quan điểm em đã thay đổi. Đã thay đổi rồi. Còn cái chuyện mà quan điểm trả tiền phở là không thay đổi. Cái quan điểm trả tiền phở đấy, nếu mà nói như này. Đúng không? Một hai lần đầu, vài lần đầu quen nhau đấy thì không bao giờ em để cho bạn ấy như thế. Nhưng mà ý em nói là con gái đấy là có trách nhiệm chia sẻ về tài chính. Nếu như đã đi làm có một nguồn thu nhập rồi, có thể là có trách nhiệm, nhưng mà có khi bọn em không để cho người ta phải trả tiền đâu. Vì quan điểm của Việt Nam vẫn là con trai là lên bao mà. Thì sống ở đâu thì âu đấy. Nhưng mà ý thức bạn ấy muốn chia sẻ nó khác. Còn có khi là em không cần 50-50. Còn vài lần hôm nào em quên hoặc em thiếu tiền thì em bảo thẳng luôn, bạn ấy có bạn ấy trả. Đấy, hoặc là bạn ấy trả một phần. Nói rằng về mặt kinh tế. Bạn ấy trả một phần cũng được, chứ không phải là 50-50. Rồi, là mình có trả được ha. Để tôn trọng. Thế nếu mà cô ý quyết không trả đấy, anh cô ý có rất nhiều tiền đấy nhưng mà vẫn không trả tiền anh cái bát phở đấy, thì anh có yêu nữa không? Anh có tiếp tục không? Anh không phải không yêu vì bát phở, không yêu vì cái quan điểm tài chính nó lệch nhau rồi. Tức là phải có đóng góp. Anh ý anh nói thế đó. Tức phải là phải có tư tưởng đóng góp. Ví dụ giờ anh với Nam Thư ăn phở xong thì anh biết Nam Thư biết rằng là Nam Thư sẽ không trả, nhưng Nam Thư nói thôi để em trả cho. Không phải chân thành, là muốn trả chân thành, không phải là để em trả cho anh sao, không phải kiểu ý. Nhưng mà ngồi xuống bình tĩnh, phải ý chân thành là muốn trả thật, nhưng mà có khi em chưa, có khi là em ga lăng, em không cần trả đâu. Nhưng trả thiệt, em phải nghĩ là cô kia trả thiệt đúng không? Bạn ý trả thiệt hay không thì mình cảm nhận được ngay, chứ kiểu vỡ kiểu như vậy oai oai thì ai chẳng biết đúng không? Đấy, em mong muốn là người đó phải trả thật. Bạn ý có ý trả thật, nhưng mà em có khi em không để bạn ý trả đâu. Rồi, ga lăng mình ga lăng rồi ok, coi như muốn chia sẻ thật sự đó. Quan điểm bạn trai bên đó, còn quan điểm bạn gái tìm người yêu thế nào? Em thì thực ra quan điểm của em về tìm người yêu thì nó cũng đơn giản, mà thực ra thì cũng không đơn giản. Là sao? Là hơi phức tạp. Tức là nó hơi phức tạp một tí đấy. Ví dụ cần một người đàn ông nếu mà sau này làm chồng ấy thì là sẽ là người chắc chắn là yêu thương mình và biết lo quan tâm chăm sóc cho gia đình mình, là một người đàn ông có trách nhiệm, có lòng tốt, một người đàn ông cao thượng, không tính toán so đo những cái nhỏ nhặt. Ví dụ như bát phở là em nghĩ là cũng hơi có vấn đề một tí. Chưa chắc là ảnh bắt em phải trả. Đấy là em cũng kiểu là em không thích người đàn ông mà kiểu tính toán. Còn nếu mà về mặt công việc thì em cũng muốn một người là có khả năng kiếm tiền, xác định có một công việc để mà lo cho gia đình, lo cho tương lai sau này. Và một người cũng phải biết nghĩ, chứ không kiểu ăn chơi lêu lỏng, ba bủng rồi hút thuốc. Em cũng không thích cả nước chè nữa luôn. Có thuốc không? Em thuốc hút rất ít. Chè, rượu chè có không? Chè không uống. Rượu thì nói chung là sinh hoạt nó cũng điều độ, nhưng mà không nhiều. Rồi ok, đó là ý kiến của hai bạn rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi em đi với ai tới đây hả Kỳ?
Chị ơi, hôm nay thì em bay vào đây một mình thôi ạ. Ừ, rồi. Thế chị đại diện người thân em nhé. Dạ vâng, vâng. Thế còn gì bằng. Anh trai đi với ai? Em đi một mình. Rồi, anh sẽ là bên đàn trai. Mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Nghe nói bên đàn trai nhà anh đưa con gái nhà tôi đi ăn mà đòi tính toán bắt phở hả anh? Cái đó là quan điểm. Quan điểm như thế nào nè? Thử xem cô ấy có thật lòng sống chung với mình cả cuộc đời hay không. Chúng tôi bảo vệ cái số tiền đó để bảo vệ cho tương lai của con cái chúng tôi, chứ không phải bảo vệ cho một bát phở hay là cô gái ấy. Cái sự mà sống chung cả đời, chia sẻ kinh tế, nó không có quy định qua cái bát phở. Ok, trong thời gian đầu tiên tìm hiểu yêu nhau thì tất nhiên con trai phải đóng vai trò hết sức là yêu thương và chiều chuộng phụ nữ. Đó là điều đương nhiên. Chừng nào cả hai xác định ok chúng ta sẽ tới với nhau. Yêu chúng thương ta... là yêu thương, nhưng bát phở là bát phở. Khi nào chúng ta quyết định tới với nhau thì lúc đó ok, ngồi xuống kinh tế em làm gì, anh làm vậy chia sẻ thì... Giờ anh nghĩ sao, đi ăn với bạn gái vẫn ghệ quá. Ok, dạ bao nhiêu bát, bát mừng ra. Rồi thôi, rồi em trả hai bát, em trả một bát nha. Như thế là chúng ta sống giả vờ, chúng ta phải sống thật với bản chất sống của mình. Sống thật không chật với lòng. Nếu lúc đầu ơi, để anh trả, nhưng về đó khi mà lấy nhau rồi thì thôi em trả đi, anh không trả, lúc đó mới là đau. Thà lúc đầu lộ nguyên hình. Cho người ta biết bản chất của mình, sau đó người ta biết rồi người ta càng yêu thương hơn. Còn hơn lúc đầu thôi để anh trả cho, anh ghét nhất mấy người đàn ông đó nha. Đúng. Bây giờ là đầu tiên là ôi trả hết, sau đó về cưới nhau rồi trời ơi ki bo còn hơn cái gì nữa. Sống nó phải chân thành. Chân thành là chỗ đó. Trời ơi, thì về đưa tiền hết cho vợ, vợ làm trả là có chuyện những bình người thường. Đàn ông làm đưa tiền cho vợ. Cho ý kiến với em, để anh đàn trai làm việc, khoan từ từ, để anh làm việc với bà mối xong đó. Có những người đàn ông chưa bao giờ đưa tiền cho vợ. Có thể hỏi vợ cần cái gì, đưa tiền mua, thậm chí là làm lương 10 triệu, đưa vợ có 2-3 triệu lo toàn bộ ăn uống trong gia đình, cơm áo gạo tiền, 7 triệu người đàn ông có thể sử dụng. Có những người đàn ông như thế, cũng có nhiều người đàn ông là đưa tiền hết cho vợ. Có, thí dụ như anh, không, anh cũng có giữ lời hết. Là anh có quỷ đen hả? Trời ơi, nhám cho nói trên sóng anh có quỷ đen không anh Linh? Quỷ đen, quỷ đó không phải quỷ đen, quỷ đó công khai. Quỷ công khai. Nhưng mà mình phải giữ lời riêng một quỷ cho mình 2%, 30% gì đó, để mình ngoại giao để lo công việc này kia. Nhưng mà nói tóm lại là bản chất có thể lộ ngay từ đầu để cho đối phương hiểu. Nhưng mà khi lộ ra như vậy, tại sao không nghĩ lại ngược một cái điều là cô gái sẽ bỏ chạy thì sao? Ví dụ bản thân em hoặc Kỳ đây là những người phụ nữ tiếp phụ nữ hết sức là hiện đại. Chúng tôi có thể kiếm ra tiền, chúng tôi thậm chí chúng tôi có thể kiếm ra nhiều tiền nữa là đằng khác. Chúng tôi có thể tự lo cho bản thân mình, mua nhà, mua xe, tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao đi ăn và đòi hỏi anh lại trả cho em một bát phở? Để coi cái sự chân thành của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào, ngay từ lúc mới quen nhau. Còn khi lấy nhau về chia sẻ kinh tế với nhau, đó là điều đương nhiên. Và chưa chắc kinh tế ai kiếm nhiều hơn ai. Cô gái đó yêu người đàn ông hay là yêu bát phở? Đàn ông thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tay. Nhưng mà thật sự mới đầu tiên mà dẫn em đi ăn vô mà ngồi ăn ba bát mà kêu em trả lời một bát là em bỏ chạy. Em mất phép. Rồi bây giờ anh với bà mối đã tranh cãi rồi. Vào cái chuyện của em với cô ấy nè. Em vẫn nói là mới lần đầu tiên mà quen nhau đấy, mà hẹn hò thì chắc chắn là mình là người con trai, mình phải trả tiền gì đấy. Nhưng mà ý là cái quan điểm xuyên suốt khi yêu nhau vài năm hoặc khi ở với nhau chẳng hạn, thì là cái chia sẻ về tài chính là điều nên. Chân thành về tài chính nó chỉ là một trong nhiều khía cạnh thể hiện sự chân thành thôi. Chân thành bằng cách người ta không bao giờ tặng nhau con cá cả, người ta tặng nhau cái cần câu. Chân thành bằng cái giúp đỡ công việc này, cách làm thế nào để tự mua được bát phở, giúp đỡ nhau những cái ý. Không phải tặng trực tiếp vật chất thì nó là quá tầm thường rồi. Em sẽ đối diện với cô gái ấy. Đúng. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Mẫu người ăn phở ra tiền đúng không? Đầu tiên là em thích mọi người bây giờ rất là chân thành. Rồi. Không chân thành là làm phí thời gian của nhau lắm. Em nói như thế thôi. Nhưng cái trong em tốt hơn như thế thôi. Nhưng mà em giảm cái hình ảnh cá nhân đi. Rồi. Để cho càng gặp nhau thì càng tiếp xúc thì càng quý. Đấy. Rồi, gì nữa? Cái thứ hai là người hướng ngoại. Phụ nữ quan điểm hiện đại. Đấy, mà hiện đại thì nó lại còn tranh cãi hơi nhiều đấy. Bởi vì như bạn ấy nghĩ bạn hiện đại, nhưng mà em nghĩ như em mới là hiện đại. Đấy, khó nhưng mà thôi. Làm được thì mới nó mới gọi là giỏi. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Thôi bây giờ mình mở tàu ra để cho hai người có thể gặp nhau. Có yêu cầu gì ngoại hình không? Ngoại hình em nghe cái giọng em thấy là ok rồi. Ok rồi đúng không? Ok rồi. Nói chung là đủ cái tầm để mà hôn được là được, khoảng 1m55 trở lên. Đấu. Trên dưới 50 cân, dưới 50 cân được thì tốt, trên 45 cân. Đấy, khoảng không đủ tầm hôn thì bắt ghế lên. Thì nó vất vả các bạn ý thôi. Chúng ta kéo rào đi. Không gian này là của tụi em đó. Bắt đầu câu chuyện là của tụi em. Nào. Xin tặng bạn một quà từ Hà Nội này. Có thể mở quà ra coi có bát phở. Để em coi thử xem nào. Cái cố định à?
rất là đáng yêu ạ. Bật mí là em gái tôi thấp lắm, có 1m69 à. Chưa chắc ai bắt ghế ai đúng không? Ờ. Rồi. Em cao hơn. Bắt đầu. Bọn em được 10 phút ạ. Tụi em cho tụi em 5 phút. 10 phút đi anh. Không, trước đáng lẽ có 2 phút nhưng mà từ Hà Nội vô thêm 3 phút đó. Rồi. Câu chuyện. Anh nói trước nha. Về tình yêu nha. Thì anh có 2 phút rưỡi. Rồi. Rồi. Đúng là em okay. Là ok. Dân kinh doanh phải chuẩn. Chuẩn nha. Thời gian bắt đầu. Trong Phật giáo đấy thì nó có câu thế này này. Gặp nhau đâu phải tình cờ mà vô lượng kiếp trực chờ chữ duyên. Đấy thì mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Anh muốn hỏi em là quan điểm của em về tình yêu. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà một khi hai người đã yêu nhau ấy thì chắc chắn là phải có sự thông cảm, đồng cảm với nhau và chia sẻ cùng với nhau. Mình đặt vào vị trí của nhau đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy khó lắm. Nhưng mà dạ, cố gắng khó rồi. Thì mình mới phải đi tìm chứ anh. Con người sinh ra thì cũng không ai hoàn hảo được. Nên là khi yêu nhau thì không nên xét nét quá kỹ. Cái vấn đề nó không thực sự quan trọng, đúng không? Nhỏ nhặt. Mà mình sẽ bỏ qua cho nhau và mình giúp cho nhau tốt hơn và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh thấy rất là ấn tượng. Vâng. Anh quan trọng nhất ở người phụ nữ mà anh yêu ấy là anh yêu quý người ta nhất và kỳ vọng nhất ở người phụ nữ của anh là điều gì? Anh kỳ vọng nhất là sự chân thành và phải biết đối nhân xử thế. Một người ta hay sai lầm về tình yêu đấy là người ta chỉ biết là cái cách người yêu mình đối xử với mình đó là trời là bể. Anh thích một người phụ nữ là hướng nội hay là hướng ngoại? Anh thích người hướng ngoại và thích người đặc biệt là rất thích người kinh doanh, tự kinh doanh. Sau này ví dụ như em với anh mà tìm hiểu nhau ấy thì một tuần anh sẽ dành thời gian cho em bao nhiêu ngày? Có đưa em đi ăn phở mà không được, tính cái kia không? Được một ngày. Một tuần thì khả năng anh dành được một ngày. Nhưng mà em ăn được 4 bát thật à? 4 bát liền luôn. Em bảo là em ăn 2 bát nhưng là do anh hiểu lầm, anh nghĩ là 4 bát nhưng mà tôi không sao. 2 mì hoặc là 2 phở. Dạ vâng. Bình thường. Nhưng mà đối với con gái là ăn nhiều. Phở Hà Nội mà phở Lý Quốc Sư khoảng 35.000 tô. Nhưng là cái ít anh làm được. Tính toán nhanh lắm. Thì anh nói chuyện với em, anh hay nói đến thế giới quan, rồi thì phương pháp luận, rồi thì tư duy, rồi thì các thứ, em có thấy nó kỳ kỳ không? Em thấy không nên quá nói sâu về vấn đề đấy vì... Không, có nghĩa là không nói sâu. Vâng. Thì những câu chuyện bình thường như thế này, nhưng đôi khi anh bị hay dùng những cái từ như thế. Em thấy có cái nó... đấy em bình thường. Hơi xa với thực tế không? Hay là nó bình thường? Cái đấy em bình thường, em không có vấn đề gì. Hẳn là em thầy thần tượng thầy Lê Thẩm Dương hả? Có thần em tượng quá cuồng luôn. À Lê Thẩm Dương đúng không? Hệ thích... giá trị cá nhân rồi vậy đúng không? Em thích ở cái điểm gì đây? Ừ. Một tuần thì có thể anh dành được khoảng một ngày. Một ngày em thấy là hơi ít ạ. Một tuần một ngày mà còn ít nữa. Vâng. Thì em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy đúng không? Em sáng đi làm từ thứ hai đến thứ bảy nhưng mà em có thể xin phép ra ngoài để hẹn hò cùng anh. Yêu nhau mà một tuần mới gặp nhau một lần thì buồn lắm. À không, yêu nhau thì khác. Nhưng bây giờ là mình trong giai đoạn kể cả hẹn hò. Thì là theo em tần suất là mấy lần một tuần thì nó hợp lý? Em nghĩ là một tuần phải 3 lần. 3 lần. 3 2 là 6. Nhưng cái gì mà lên 2 thành 6 nhỉ? Tính, tính phở đây chị. À tính phở. Trời ơi là trời, tôi khổ quá tình yêu bắt phở này. Thì bây giờ em muốn 3 đúng không? Anh muốn 1 thì cộng vào chia ra. Đấy là khoảng là 2 lần một ngày. Cộng 3 cộng 1 10 ngọt đó. Thôi ok, 2 lần một ngày cũng được. Tần suất ý hợp lý đấy. Quan điểm ai thích con trai thích con gái nói luôn đi. Em thích con gái ạ. Em thích cả con trai nhưng mà em sẽ đẻ được con gái đầu tiên. Từ con trai em đẻ thứ hai. Em sẽ đẻ được giới tính của con em sẽ chọn được. Em không chọn được nhưng mà em mong muốn là như thế. Anh có một cách này. Nghĩa là khi mà mình lúc mình quan hệ để cho tiếp tiếp lúc vợ chồng quan hệ đầu mình mà cứ nghĩ về con gái hoặc nghĩ về con trai đấy, tất nhiên những phương pháp khoa học thì mình sẽ áp dụng rồi đúng không? Thế nhưng mà mình cứ nghĩ mà ta muốn để con gái, khả năng để con gái nhiều lắm. Anh cũng thích con gái. Em thích con gái. Vì em thích con gái thì sao? Thì là lúc ấy lúc sao? Lúc cao trào đó mình nghĩ về con gái là đúng ý đó. Anh ấy là như thế đấy. Nghe nói anh Đúc nghĩ là sao? Cái tư tưởng của mình hay nghĩ về một là sao là bắt đầu sao mình giờ thí dụ muốn con trai nè thì sao? À cái tinh thần là kiểu như là mình cứ hay nghĩ về một cái gì đó. Nghĩ lúc nào? Nghĩ thỉnh thoảng mình lại nghĩ tối trước khi đi ngủ hoặc là khi hai vợ chồng gần gũi hoặc là khi thích thì mình nghĩ thôi. Đấy, hay nghĩ về con trai hoặc hay nghĩ về con gái. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh khóc lúc đâu này. Anh hay là trường hợp ngoại lệ. Rồi. Bây giờ anh thích cái vụ này nè. Cho tụi em thêm 2 phút tranh luận về cái 3 tô phở đó. Em hỏi anh tại sao anh đi hẹn hò với em. Bây giờ em ăn 2 tô phở, anh ăn 1 tô phở.
Xong anh bảo là anh chỉ thanh toán tiền 2 tô phở và 1 tô phở anh không thanh toán. Ngược lại, vì sao anh phải trả cho em? Đúng ra đấy, anh chỉ trả cái bát giữa rồi đấy. Cái hai bát là cái ga lăng rồi. Thế em hỏi anh. Bây giờ nhá, anh với em mới quen đúng không? Đúng đã tạo ra ấn tượng gì chưa? Dạ. Đã vì nhau được cái gì chưa? Anh ơi, nếu không có cái ấn tượng, tại sao anh lại hẹn hò em đi chơi và sao em lại đi với anh? Nếu mà không có tình cảm, không có ấn tượng với nhau thì em đi ăn phở với anh làm gì? Em đi ăn phở với người mà em có ấn tượng chứ, cả anh cũng thế mà. Đấy là em hơi duy tâm, còn anh duy vật đấy. Mình đi chơi với nhau mình mới có tình cảm. Còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không? Có điều anh khác. À thế ạ? À? Bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em, để anh trả em toàn bộ chi phí. Thế bây giờ anh đặt tình huống mình là một cô gái như em. Rồi. Đi ăn với anh, kể cả hẹn hò lần đầu tiên đi. Rồi. Bây giờ gọi có 3 bát phở thôi, có cứ cho lại em ăn nhiều hơn anh đi. Đúng không? Ok. Thì cái thể trạng của em tốt, em đói thì em ăn tốt. Còn anh ăn một bát là chuyện của anh chỉ phù hợp như thế thôi. Nhưng mà em thấy chả có cái cớ gì mà anh lại chỉ trả tiền 2 bát phở. Còn là 1 bát phở là em trả tiền. Thế sao thế sao anh không bảo là anh chỉ trả tiền 1 bát phở thôi? Còn 2 bát phở đấy em ăn là em trả đi. Anh cần gì anh phải trả cho em 1 bát phở làm gì? Cái thứ nhất là anh chưa từng nói là anh sẽ trả 2 bát phở, bắt em trả 1 bát. Ví dụ nhá, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát. Một bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không. Mấy lần đầu tiên đấy thì không ai để em như thế cả. Mình tóm lại là lần đầu tiên gặp thì 3 bát phở, ví dụ em ăn 2 bát để anh ăn 1 bát đấy, thì ai là người trả tiền hay là anh chia sẽ trả hay tất. Như nào? Anh sẽ trả tất. Okay. Nhưng mà nếu như em mà có tinh thần đóng góp đấy, anh có thể nhận hoặc không? Lần đầu tiên em sẽ không bao giờ đóng góp. Anh chưa nói anh có nhận hay không, nhưng mà anh nói như này này. Anh không yêu cầu em phải trả. Nhưng mà anh nói anh tôn trọng những người phụ nữ mà khi đã làm ra tiền rồi đấy, họ có ý thức chia sẻ tài chính với người con trai. Nhưng mà anh có biết là nếu mà khi anh... ví dụ em đứng lên em muốn chia sẻ. Nếu mà anh cho đi, anh là một người đàn ông cao thượng đúng không? Anh cho đi thì anh sẽ nhận lại. Sao em không cho đi trước đi? Sao em không cho đi trước đi? Không, trời. Anh có hiểu về phụ nữ không? Em hỏi anh là anh yêu 2 mối tình rồi đúng không? Là người ta chia tay anh đúng không? Không. Vô lý. À, anh như thế này anh chia tay người ta đúng không? Được, không quan tâm vấn đề ai chia tay ai nhá. Hai bên chia tay nhau. Hai bên không thấy hợp thì chia tay nhau. Yeah. Tuy nhiên thì em thấy nó rất là buồn cười. Buồn cười. Buồn cười là với em nghĩ buồn cười thôi. Rất là buồn cười. Nếu em còn cơ hội em sang. Như này em sẽ chia sẻ với anh nhá. Em chia sẻ với anh. Rồi. Tư bản, nhưng mà anh đang ở Việt Nam. Đang ở Việt Nam. Và cái văn hóa của Việt Nam nó đang quy chụp cái đời sống của tất thế cả mọi người ở đây. Nếu mà anh muốn lấy gái Việt Nam. Anh muốn lấy gái Việt Nam. Thì anh hãy trả hết tiền 3 bát phở. Còn nếu mà anh muốn lấy gái Mỹ, gái Canada, gái Úc, anh sang bên kia sống và anh trả tiền 1 bát phở, người ta trả anh 2 bát phở người ta ăn. Không. Nhưng mà anh hẹn hò thì anh phải thể hiện cái sự cao thượng của mình trước. Anh phải cho đi trước, anh phải thể hiện sự quan tâm, anh thể hiện anh ga lăng. Anh đang nói anh cao thượng. Bắt em trả tiền hẹn hò đâu. Thì người ta mới có cái tình cảm dần dần về sau với anh. Và người ta sẽ bắt đầu là người ta chia sẻ cái phần tài chính với anh. Em chưa nói em bắt em trả tiền. Đúng không? Tiền bác phở. Tiền bác phở có thể tranh cãi hoài không hết đúng không? Em chưa nói là bắt bạn ấy trả. Em nói là nếu như bạn ấy có ý thức mà chia sẻ tài chính về sau ấy, thì em rất là tôn trọng. Rồi. Bây giờ mình quyết định đi đến cái chuyện bấm nút nha. Cho dù cãi nhau, cho dù nói chuyện vui gì đó, nhưng bây giờ chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra lại xem cái người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, hay chỉ là tô phở. Em hỏi anh lần cuối là thế anh sẽ trả tiền 3 bát phở đấy đến khi nào? Thì anh lại đòi hỏi người khác phải trả anh tiền. Anh không đòi. À không. Quan điểm của anh là không đòi. Tức là quan điểm của anh là nếu như mà khi mà mình tiếp xúc với nhau lâu đấy, anh thấy là mình lệch quan điểm quá, thì anh sẽ tự chia sẻ với em và anh tự nghĩ là mình nên dừng lại đấy, chứ không con trai mặt mũi đâu bảo mai em trả tiền cho anh một bát hay là mai em trả tiền cho anh nhé. Rồi anh nói như thế thôi, nhưng mà anh hơi bị men đấy, nhưng mà đấy mới là men, thì em đang nghĩ là hơi rồi em sẽ dành thời gian để tìm hiểu anh sau này nếu rồi. Như có dịp. Nếu mà các bạn không cảm thấy phù hợp thì không bấm nút cũng chẳng sao cả. Có thể mình người này mình không phù hợp, nhưng ở sóng truyền hình ngoài kia hàng triệu chàng trai, hàng triệu cô gái chờ đợi chúng ta thì sao? Và họ sẵn sàng trả phở hoặc là chia sẻ bát phở cùng nhau. Rồi, bây giờ 3 2 1 hết thời gian. Hết thời gian rồi, em có bấm không? Nếu như mà không bấm thì có được xin số điện thoại không anh? Được. Rồi, đây. Cảm ơn các bạn, đây quà của em.
cho em chia sẻ tí nữa. Cái lý do bấm nút đấy, đôi khi không phải là mình không cảm mến, mà mình thấy là nó vẫn còn khoảng cách hơi xa. Bây giờ mình chưa có tình cảm với nhau mà mình là quyền chọn đúng không? Thì mình chọn những cái tình yêu nó cần tính phù hợp mà. Mình chọn những người mà phù hợp hơn thì nó bớt được cái công lao của mình, bớt cái sức lực của mình cùng nguồn lực mình bỏ ra thì nó dễ tương tác với nhau hơn, dễ vận hành hơn. Mọi người không bật cam lên, tức là mình tắt cam như thế này đúng không? Dạ vâng. Nha nha, thì bây giờ bước đầu tiên ấy là Trang giới thiệu dùm mình về những cái thông tin về nghề nghiệp và nơi ở hiện tại và tuổi của bạn nhé. Vâng, thì em cũng xin chào ban biên tập của chương trình ấy. Em sinh năm 92. Trước đây thì em học có đại học ngoại ngữ Hà Nội, em học bằng tiếng Anh ấy. Mình cũng đã từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ấy. Mình làm lúc đấy là mình làm tiếp viên hàng không, khoảng năm 2015-2016 mới ra trường. Thì mình có làm tiếp viên hàng không cho một hãng bay cũng lớn ở Việt Nam ấy. Công việc chính của mình thì nói chung là cũng đi suốt, nên là mình cũng không gặp được cái người nào, chưa gặp được đến thời điểm hiện tại. Thì mình vẫn cũng trải qua rất là nhiều cái cuộc tình rồi, nhưng mà nó đều không thành công. Và mình cảm thấy là trong chuyện tình cảm thì mình không được, một phần là do bản thân mình và một phần là mình thấy mình không được gặp may mắn lắm ấy đó. Thứ hai là sau trải qua rất là nhiều công việc thì mình thấy là nó có vẻ như là không có cái cơ hội để tiếp xúc và giao lưu với nhiều người mà mình như cái kỳ vọng và như cái mong muốn của mình ấy đó. Thì đó, hiện tại thì về tuổi của mình thì đây là mình đang sắp xếp cái thứ tự để mình nói theo cái phần giới thiệu bản thân nhá. Thì hiện tại là mình đang sinh sống và làm việc ở Nghệ An. Đó, cũng có thời gian thì mình làm Hà Nội, Sài Gòn, nhưng mà hiện tại là mình đang làm ở Nghệ An. Và công việc của mình đó là làm biên phiên dịch cho một cái một tổ chức, một cái công ty. Được chưa bạn? Dạ, nhưng mà quê quán gốc của chị Trang là ở đâu chị nhỉ? Mình ở Nghệ An mà ạ. À, cũng quán gốc là cũng ở Nghệ An luôn. Mình sinh ra và lớn lên là ở Nghệ An. Sau đó thì mình ra Bắc học tập và có làm việc ở ngoài Bắc và Hà Nội, Sài Gòn. Mối tình gần đây nhất của chị Trang là mấy năm rồi hay là thời gian nào? Thật ra thì cũng chia sẻ thật với chương trình ấy, mình cũng không giấu và cũng không nói dối, không giấu. Nhưng mà mới đây nhất thì mình cũng có một người mà mình cũng đã đính hôn rồi. Nhưng mà trong cái quá trình tìm hiểu ấy thì mình cảm thấy cái tính cách của mình nó không phù hợp. Mình là một con người rất là hiện đại ấy, và nó đối lập với cái tính cách và cái cuộc sống của họ, cho nên là bọn mình đã quyết định dừng lại ấy, chứ không tổ chức đám cưới. Đó, thật ra thì cái này không gọi là yêu nữa, mà gọi là cũng gần như là sắp trở thành gọi là một quan hệ nó cao, nó xa hơn như vậy rất là nhiều. Dạ. Như vậy thì đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ấy, thì cái tiêu chí mà tìm kiếm bạn trai của Trang sẽ là một cái người như thế nào? Thực ra thì mình cũng mong muốn là bạn có thể chờ mình một chút xíu được không ạ? Tức là có thể cho mình thêm thời gian không? Không biết là tại vì chương trình còn phải phỏng vấn những người khác ấy, thì mình tìm một cái góc nào đấy mình ngồi, mình có thể nghiêm túc hơn một chút ấy, có được không ạ? Cho mình khoảng 2 phút được không? Đúng rồi, phải tìm một góc nào nó cố định nhá. Mình thấy cái đứng này rất là, nó cứ làm sao ấy. Em mình sẽ đem xuống cái quán nước ở dưới công ty mình ấy, để mình có thể tập trung và mình nói hơn. Dạ. Hay là chương trình cứ để thế này hay là tắt đi gọi lại? Không ai. Dạ, chương trình sẽ đợi chị trong vòng 2 phút, chị nhanh giúp em nha. Đây mình đang xuống đó. Dạ, ok chị. Rồi bạn ạ, mình đã tìm được chỗ ngồi rồi. Dạ rồi, chị từ dưới thôi, chị ổn định giúp em ha. Rồi đấy, các bạn có quá quá. Dạ
nghe chị ơi, tụi em chưa không hay mặt chị được á. Chỗ chị ngồi nó hơi bị nhiều ánh sáng á chị. Dạ được ạ. Ok. Vẫn nhiều nhỉ, bị lóa quá. Rất là khó mà có thể là như này được chưa? Dạ được rồi ạ. Dạ rồi, chị đặt cái máy cố định. Vâng, được rồi đấy ạ. Dạ vâng, thì hiện tại thì Trang đang ở Nghệ An phải không? Nhưng mà chương trình của tụi mình ghi hình ở tại thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì Trang có sẵn sàng tham gia không? Nói chung là cái này thì mình cũng sẽ cố gắng để sắp xếp ấy. Chứ không phải là mình đăng ký một kiểu xong rồi mình không muốn đi nhau, mình phải trả lời là có muốn. Mình thật sự là mình ở cái độ tuổi của mình ấy, mình cũng rất là muốn ổn định rồi. Và cũng cái này thì cũng phải tìm được một người nó phù hợp nữa. Đó, cho nên là để mà tự nhiên nó đến ấy thì mình nghĩ là sẽ phải đợi rất là lâu. Còn qua cái chương trình này thì mình tin là ekip ấy sẽ giúp mình để có thể tìm được mình nghĩ là cái này có thật thôi, sẽ giúp mình để có thể tìm được một cái người mà phù hợp với mình. Bởi vì mình nghĩ là hạnh phúc thì nó, mình nghĩ là cái hạnh phúc ấy thì nó sẽ phải cần phải có cái sự gọi là lâu dài, nó sẽ lâu dài ấy. Đúng rồi, thì khi mà ekip tìm kiếm cho bạn được cái mẫu người mà đúng theo cái yêu cầu và những cái tiêu chí mà bạn đề ra thì chúng mình sẽ thông báo cho bạn và sẽ làm nội dung kỹ hơn với bạn để mà bạn sắp xếp bay vào trong này đúng không? Thì bây giờ mình hỏi thêm một chút xíu về cái tiêu chí bạn trai hiện tại mà bạn đang muốn hướng tới để mà biết để mà sắp xếp cho bạn. Ok. Thì trước tiên là mình cũng rất là cảm ơn chương trình ấy đã cho mình cái cơ hội để phỏng vấn như ngày hôm nay. Thì thật sự là để mà nói ấy, thì là mình cũng đã trải qua quá nhiều cái thất bại như vậy rồi. Và trải qua rất là nhiều chuyện như vậy rồi thì mình cũng rút ra được là người như thế nào sẽ phù hợp với mình. Thứ nhất là mình sẽ đi vào nội dung chính luôn. Đó là để mà phù hợp với mình thì mình nghĩ là đầu tiên là phải có cùng cái trình độ học vấn như mình. Thứ hai là có công việc ổn định một chút xíu. Hoặc là nếu chưa có công việc ổn định thì nhưng mà người ta cũng phải có cái ý chí ấy, tự lập. Có thể là những người mà đều là xuất phát làm cố gắng và có cái ý chí muốn tự lập. Và cái thứ ba là có cái tính cách. Tất nhiên là mình nói thật là để tìm một người mà giống như mình rất là khó. Đó, nhưng mà có thể là mình chưa gặp được thôi. Đó, nhưng chứ không phải là không có. Ví dụ như là người ta, mình cũng là một người sống có cái tính cách hiện đại hướng ngoại đi, thì mình cũng muốn tìm một người cũng như vậy, chứ không phải là một người lạc hậu hay là một người mà quá là cổ hủ. Chương trình hiểu không ạ? Dạ hiểu ạ. Cái tình này mọi người không bật cam cho nên là mình cũng hơi khó để giao tiếp được ấy. Mình cũng không thấy ai lại ai cả. Ok, mình cứ chia sẻ đi nha. Chủ yếu là chương trình sẽ thấy mặt mình trước ha. Tại vì hiện tại là ở trong đây cũng dịch bệnh, cho nên là mọi người cũng đang làm việc tại nhà này kia nó, cho nên nó hơi không tiện để mà mở cam ha. Còn nếu như mà mình được chọn cũng như là mình phù hợp với tiêu chí của chương trình thì sẽ có biên tập chủ động liên lạc với mình để mình làm việc cái bước tiếp theo ha. Vâng. Thì mình cũng đó, thì mình cũng chia sẻ thật làm cái mong muốn của mình là như vậy. Cũng rất là đơn giản thôi, những cái tiêu chí nó rất là đơn giản thôi, có cùng cái trình độ như nhau. Là có cùng cái sở thích, một số những cái sở thích là đi du lịch hay là ăn uống, ăn vặt các thứ đấy, mình thấy cái đấy thì chắc ai cũng muốn như vậy. Ừ. Rồi, ok, cảm ơn bạn ha. Thì đây chỉ là bước đầu tiên để mình làm quen, mình tiếp xúc với nhau thôi. Còn nếu như mà mình phù hợp với tiêu chí của chương trình cũng như là có cái người phù hợp đúng như những cái gì mà mình mong muốn á, thì chương trình sẽ thông báo và liên lạc lại với mình ha. Ok. Rồi, ok, cảm ơn bạn nhé. Chào chương trình ạ. Ừ. Bạn vừa rồi là tên cái gì Thu á em? Dạ Trang chị ạ. Cái gì Trang hả, tên á? Cao Huyền Trang. Cao Huyền Trang hả? Sinh năm nhiêu? Dạ 1992. Phụng ơi mày ho dữ vậy. Phụng ơi. Thế Chu Ngọc Miên Giang nha Trang ơi. Em ho muốn chắc khẩu.
Alo ạ. Rồi, ok, họ tên của mình là gì nè? À, em quê là Chu Ngọc Miên Giang ạ. Sinh năm 1996 ạ. Quê ở Bắc Ninh ạ. Và sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Hiện tại công việc hiện tại của em đang làm bên giám sát nhà hàng. Miên Giang ạ, Giang sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1996 ạ. Miên Giang sinh năm 96. Rồi là hiện tại là mình giám sát nhà hàng ăn uống hay như thế nào? Dạ vâng, hiện tại là nhà hàng ăn uống ạ. Nó là chuỗi Vua Zê La thuộc của công ty Golden Gate ạ. Rồi ok, Giang chia sẻ một xíu về bản thân em đi, làm cô gái với những cái tính cách gì nổi bật ha, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em ra sao nha. Dạ vâng, để nói về điểm mạnh thì thứ nhất là em khá hòa đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống, thì em rất dễ để hòa nhập với mọi người. Cũng không tính em thì khá trầm, em biết nói, nhưng mà một khi mà kiểu gặp cái người mà kiểu mình thân ấy, hoặc là kiểu mình quen rồi thì nói rất là nhiều, còn với người lạ thì em khá là ít nói á. Còn điểm yếu thì mà em chưa, điểm yếu thì chắc là do em cũng hơi nóng tính một tí, kiểu mình khi mà mình gặp bất cái vấn đề gì thì em rất dễ hay cáu. Thầy cấu mà mỗi lần cấu lên là sẽ như thế nào? Mỗi lần cấu lên là sẽ nói lớn tiếng hay là có đập đồ này kia các thứ không? À không, nếu mà cấu lên thì em sẽ không nói chuyện luôn. Chứ không đập đồ. À, hay cấu là rồi ai làm lành trước thì làm mới thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Hồi trước giờ em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Để nói thì em chia sẻ luôn là em trước cũng đã từng là gia đình, nhưng mà hiện tại thì em đã ly hôn. Nói chung là ly hôn thì cũng được 4 năm rồi. Từ hồi đấy đến giờ thì cũng trải qua được 1-2 mối tình, nhưng mà kiểu cũng không dẫn đến hôn nhân ấy. Tại vì thực ra em vẫn còn trẻ, em vẫn muốn tập trung vào công việc nhiều. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì công việc ổn định rồi thì em vẫn muốn mà phát triển mối quan hệ yêu đương nó nghiêm túc hơn để dẫn tới hôn nhân. Rồi, vậy thì hồi trước là em lập gia đình là năm bao nhiêu và em đã có em bé chưa? Lý do vì sao mà em ly hôn? Em lập gia đình năm 2016. Thì bé thì em có một bé ạ. Bé trai thì năm bé gái ạ, 5 tuổi ạ. Hiện tại thì cháu ấy sống với ông bà nội. Với em thăm cháu luôn, tại vì ông bà cũng tạo điều kiện để mình phát triển công việc ở ngoài này. Không muốn là mình phải lo lắng, mình phải suy nghĩ, mình hoặc là đưa con ra ngoài sống ấy, thì ông bà cũng bảo là để cháu ở đây thì ông bà nuôi ấy, thì sẽ tốt cho con, tại vì sau này con cũng phải lập gia đình rồi, con cũng phải đi bước nữa, thì ông bà quý cháu ấy, ông bà chấp nhận nuôi cháu thì phải về thăm cháu thôi. Còn lý do hôn nhân thì hồi xưa thì là do chồng em, anh ấy ngoại tình, thì em tức là em cũng thay thế nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không thay đổi, thì bọn em bắt buộc phải dẫn đến ly hôn ạ. Và bạn thấy hiện tại thì cũng đã lập gia đình rồi, thế nên là em ông cũng muốn là cũng lập gia đình ổn định công việc ạ. Nhưng mà những người trước em tìm hiểu lý do vì sao mà không đi đến được với nhau? Có nhiều lý do, ví dụ như kiểu một người trước thì lý do đơn giản là em biết là anh ấy đã có gia đình rồi. Lúc mà quen em thì anh không nói là anh có gia đình. Em cứ tưởng là kiểu mối quan hệ bình thường ấy. Hoặc là ví dụ như kiểu nếu mà em sẽ chấp nhận những mối quan hệ, ví dụ như kiểu người ta độc thân, đang không ràng buộc gì về gia đình thì em sẽ chấp nhận. Còn nếu mà có gia đình hoặc có vợ rồi thì em tự động chia tay và rút lui. Còn mối tình gần đây thì bạn đấy lại trẻ, nhỏ tuổi hơn em một chút ấy, nên là không đồng quan điểm. Mình là người đã từng trải ấy, thế là mình suy nghĩ chín chắn hơn, bạn ấy thì lại hơi trẻ con một chút. Em thì lại không thích tính trẻ con, em thích người đàn ông trưởng thành. Lớn hơn mình ít nhất khoảng tầm khoảng 5 đến 10 tuổi em không quan trọng, nhưng mà kiểu cảm giác sẽ được che chở, với cả người ta hiểu mình hơn, người ta từng trải rồi, nhưng mà người ta sẽ hiểu và có tinh tế hơn ấy. Rồi, vậy thì là em mong muốn tìm kiếm một người như thế nào ha? Về tuổi tác, về vùng miền. Nếu mà tốt nhất thì em muốn anh ấy ở miền Bắc, Hà Nội thì càng tốt.
Còn tuổi tác thì thực sự em không quan trọng, nhưng mà phải có nhỏ hơn tuổi vì em rất sợ yêu nhỏ tuổi. Công việc thì anh ấy có công việc ổn định, nói chung là một con người có trách nhiệm với công việc, có đó yêu thương người phụ nữ của mình, nói chung là cũng phải tinh tế và nhẹ nhàng một chút. Em không thích người đàn ông gia trưởng. Rồi là anh này là đang sinh sống và làm việc ở đâu em? Ví dụ như em có yêu xa, quen xa được không? Yêu xa thì được, nhưng mà ví dụ như kiểu một tháng phải có tạo điều kiện để hai người có thể gặp nhau để có nó tình cảm, chứ không phải là ví dụ một năm được một lần hay là lâu lâu mới ra thì em không chấp nhận được. Ok rồi, bây giờ là ví dụ như là có thể yêu em ở Hà Nội nhưng anh ấy đang làm việc ở Sài Gòn này kia thì vẫn có thể quen xa được đúng không? Không hơn quen được đúng không? Ừ. Ok. Vấn đề di chuyển bây giờ là cũng khá đơn giản. Ok rồi. Nếu như mà có cái người phụ có cái chương trình thì chương trình sẽ thông báo cho mình sớm để mình có thể xếp vào Sài Gòn để mình tham gia chương trình ha. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Rồi ok, chào chị ha. Cảm ơn chị ạ.